CSGO xin được chào các bạn. Nhà tôi ba đời review tàu ngầm nên hôm nay sẽ là một tàu ngầm đến từ một trong những ông lớn của thế giới. Rất nhiều bạn đang nghĩ rằng đó là một con tàu của Mỹ, thế nhưng thực sự nó lại là của Hoa Kỳ. Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu phát triển ý tưởng về một hạm đội tàu ngầm ngay từ những năm 1920 dựa trên kinh nghiệm thu được trong Thế chiến thứ nhất. Ban đầu, các tàu ngầm này dự định hoạt động cùng với các lực lượng chính của hạm đội mặt nước, thực hiện trinh sát tầm xa và tất nhiên gây càng nhiều sát thương càng tốt cho kẻ thù đang đến gần trước cuộc giao tranh chung của các tàu pháo thủ đô. Tốc độ bề mặt cao, phạm vi hoạt động dài, khả năng chịu đựng trên biển tốt và vũ khí trang bị mạnh mẽ được coi là đặc điểm chính của hạm đội tàu ngầm này. Hải quân Hoa Kỳ đã ấp ủ mong muốn có một hạm đội tàu ngầm từ khoảng một thập kỷ trước. Họ thực sự rất muốn có được một dây chuyền lắp ráp cùng với khẩu hiệu "Hãy chế tạo và đưa chúng ra đại dương". Vào những năm 1930, Hải quân Hoa Kỳ lần lượt đưa vào biên chế một số tàu ngầm, tức là vào thời điểm Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra. Kinh nghiệm thực tế được rút ra từ những cuộc chiến khốc liệt đã giúp các kỹ sư tìm ra sự cân bằng tối ưu các yếu tố chiến thuật và kỹ thuật. Vào năm 1941, Mỹ bắt đầu sản xuất hàng loạt tàu ngầm của hạm đội. Các tàu tuần dương lớp Gato là chiếc đầu tiên trong số này. Dự án đang được tích cực làm lại song song với quá trình xây dựng. Kết quả là sự ra đời của một lớp tàu ngầm tuần dương mới của Hoa Kỳ mang tên Blau. Sự khác biệt cơ bản so với những tàu ngầm khác là thân tàu của nó được chế tạo bằng thép có độ dày khoảng 1,5cm đến hơn 2cm. Điều này cho phép tàu Blau có thể lặn ở độ sâu khoảng 400 feet, tương đương gần 122 mét, sâu hơn so với các lớp tàu Gato, chỉ lặn được khoảng 300 feet và tương đương gần 92 mét. Nhưng trên thực tế, Badfish và các tàu lớp Blau khác còn có thể lặn sâu hơn thế. Thế mới rút ra được một điều, nếu nó khác nhau thì chắc chắn nó sẽ không giống nhau. Khi Hoa Kỳ bước vào Thế chiến thứ hai, hiển nhiên là khái niệm ứng dụng hiện có cho các tàu ngầm tuần dương không còn hợp lệ. Nhưng may mắn thay, các thông số kỹ thuật và chiến thuật đã khiến chúng trở nên hoàn hảo trong vai trò mới. Chiến đấu dọc theo các tuyến đường liên lạc mở rộng của Nhật Bản trong mặt trận chiến tranh Thái Bình Dương. Chương trình thời chiến của Cục Đóng Tàu Hoa Kỳ cung cấp cho việc vận hành 30 tàu ngầm mỗi năm, bắt đầu từ năm 1942. Nếu tính đến những tổn thất không thể tránh khỏi, điều này sẽ cho phép Hải quân nâng tổng số tàu ngầm lên 150, số lượng cần thiết để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ do Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ đặt ra. Hoa Kỳ rất giỏi trong việc xây dựng mọi thứ, họ thực sự chuyển hóa từ xã hội đang có sang một xã hội thời chiến. Vì thế, lý do chúng ta thấy rất nhiều lớp Blau được xây dựng nhanh chóng là do họ đã chuyển đổi hầu hết các lực lượng lao động không cần thiết vì sự tồn vong của đất nước để xây dựng những cỗ máy thời chiến. Họ có những thủy thủ thực thụ, được chỉ định xây dựng Badfish tốt nhất trước khi nó sẵn sàng ra trận. Chiếc tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ được đưa vào hoạt động năm 1900 và đặt tên là Holland, theo tên người phát minh ra nó. Sau đó, tàu ngầm Mỹ được chỉ định bằng các kết hợp số Alpha, nhưng kể từ những năm 1930, Hải quân đã đặt tên cho các tàu ngầm của mình theo tên của các loài cá và các loài sinh vật khác. Thông số kỹ thuật của USS Badfish SS-310 tính đến năm 1943. Chiều dài là 94 mét, chiều rộng là hơn 8 mét, mớ nước trung bình là hơn 5 mét, trọng lượng khoảng 2.415 tấn, thân tàu có độ dày khoảng 4,88 mét. Vũ khí trang bị: súng Mark 17 cỡ nòng 127 ly, pháo tự động phòng không Bofors cỡ nòng 40 ly, pháo phòng không Oricon cỡ nòng 20 ly. Trong tác chiến, các thủy thủ đoàn có khoảng 30 đến 40 giây để di chuyển và mang theo vũ khí loại 50 ly và súng máy cỡ 30 ly xuống kho vũ khí và chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Trang bị ngư lôi: 10 ống phóng ngư lôi 53cm, 6 ống phía trước và 4 ống phía sau, 24 ngư lôi điện Mark 18 cỡ nòng 533 ly, nhà máy điện, 4 động cơ diesel Fairbanks Morse với tổng công suất 5.400 mã lực,
4 động cơ điện đầy Elliott Motors có công suất 2.750 mã lực. 2 nhóm pin ắc quy, mỗi nhóm 126 phân tử. Tốc độ di chuyển tối đa là khoảng 20 hải lý trên giờ, tương đương khoảng 37 km trên 1 giờ. Tốc độ khi lặn là khoảng 9 hải lý trên giờ, tương đương 17 km trên 1 giờ. Phạm vi hoạt động khi nổi là 11.000 dặm ở tốc độ 10 hải lý trên giờ, tương đương với hơn 17.700 km ở tốc độ 18 km trên giờ. Phạm vi hoạt động khi lặn là 96 dặm ở tốc độ 2 hải lý trên giờ, tương đương với gần 155 km ở tốc độ 3,7 km trên giờ. Thời gian hoạt động tối đa là 60 ngày. Tàu ngầm Batfish bắt đầu được xây dựng từ cuối năm 1942-1943 và chính thức gia nhập Hải quân Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 8 năm 1943. Có vẻ người Mỹ đã quá háo hức được sự đẹp Nhật Bản khi đưa con tàu ra chiến trường, mà lại quên mất rằng nó chưa được hoàn thành một cách hoàn thiện nhất. Họ gọi những chiếc tàu ngầm này là Cadillac của tàu ngầm, nghĩa là chúng có tất cả những gì mới nhất và tuyệt vời nhất. Và với hàng loạt công nghệ tiên tiến bậc nhất thời đó, nó ít nhiều đã khiến những tàu ngầm của Nhật Bản phải xách dép chạy theo. Ví dụ, Batfish đang được nâng cấp ở hầu hết mọi nơi mà nó dừng lại. Bất cứ lúc nào ở giữa các cuộc tuần tra chiến tranh, nó đều được bổ sung thêm một số thứ mới. Điều đó có nghĩa là cứ mỗi khi nhận một thiết bị mới sẽ có ít nhất 2 người được đào tạo về nó. Hydrophone là một thiết bị khá đơn giản nhưng lại rất hiệu quả giúp tìm ra kẻ thù đang lặn dưới đại dương. Ở cấp độ cơ bản, hydrophone là sonar thụ động. Nó là micro để lắng nghe đại dương xung quanh. Công nghệ sonar được đào tạo rất bài bản và có thể cho biết kẻ thù có đang ở ngay đó hay không. Đây thực sự là một trong những lợi ích của hydrophone. Thiết bị tiếp theo được sử dụng bởi các tàu ngầm để xác định phạm vi tới mục tiêu và các thông số chuyển động của nó là sonar, một giải pháp thay thế cho việc sử dụng kính tiềm vọng. Trạm sonar được vận hành bởi hai thủy thủ cùng một lúc. Một người sẽ nghe tiếng cánh quạt, ốc vít và tiếng nổ. Người còn lại sẽ vận hành thiết bị giống như đầu sóng siêu âm để thu thập thông tin và gửi nó đến màn hình trong tháp điều khiển. Ở đó, các sĩ quan sẽ phân tích nó và đưa ra quyết định về hoạt động chiến đấu của họ. Khoang này được gọi là phòng điều khiển. Nhiều người còn biết đến nó như là trung tâm thần kinh của con tàu. Trong khoang này sẽ có 10 đến 12 sĩ quan kiểm soát hoạt động như hỏa lực ngư lôi, lặn và khai hỏa dưới nước. Một khía cạnh quan trọng khác, trong tác chiến, tàu ngầm phải được hoạt động im lặng một cách tối đa. Nếu không, vị trí của họ hoàn toàn có thể bị phát hiện bởi công nghệ sonar của đối thủ. Khi ấy, tàu ngầm của họ khả năng cao sẽ không thể nổi trở lại được nữa. Một công nghệ khác mà ban đầu nó không được các kỹ thuật viên quân sự đánh giá cao và tin tưởng, đó là radar. Nhưng với khả năng hoạt động tốt ở các môi trường khác nhau, ngay cả khi trong điều kiện thời tiết xấu hoặc vào ban đêm, nhờ đó radar đã khẳng định được hiệu quả mà nó mang lại. Mùa hè năm 1943, trạm radar SJ-1 được chính thức đưa vào hoạt động. Khoảng một năm sau đó, lực lượng hải quân bắt đầu trang bị radar để có thể dò tín hiệu radio, giúp họ có thể phát hiện tàu địch thông qua radar. Vài tháng trước khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, các tàu ngầm của hạm đội đã nhận được một thiết bị điều khiển hỏa lực gọi là TCD Mark III. Đây là máy tính dữ liệu ngư lôi tương tự như thiết bị cơ điện ban đầu, được sử dụng trong chiến tranh thế giới để kiểm soát việc bắn ngư lôi của tàu ngầm Mỹ. Các tàu ngầm không cần tấn công nữa vì ngư lôi sẽ tự động đến điểm tác động mong muốn dựa trên dữ liệu về phạm vi và tốc độ được yêu cầu. Vào đầu chiến tranh Thái Bình Dương, ngư lôi được sử dụng trên tàu ngầm Hoa Kỳ. Những tưởng đây sẽ là thứ vũ khí chất chơi, thế nhưng nó lại thể hiện hiệu quả rất kém trong chiến đấu do mặt kỹ thuật của chúng chưa được hoàn hảo. Mark 14, khi được giới thiệu và sử dụng trong Thế chiến thứ hai, họ nhận ra rằng chốt kim loại thực sự là chốt bắn kém vì nó đi lệch khỏi mục tiêu. Bây giờ họ đang sử dụng ảnh hưởng từ tính, mục tiêu là có thể cho nó nổ tung mà không cần trực tiếp bắn trúng mục tiêu bằng ngư lôi. Cuối mùa hè năm 1943, ngư lôi Mark 18 được đưa vào biên chế. Đây là ngư lôi điện đầu tiên của Mỹ, được phát triển trên cơ sở ngư lôi của Đức. Mark 18 không để lại vệt bong bóng phía sau nó trên mặt nước. Nó cũng rẻ hơn và công nghệ tiên tiến hơn so với phiên bản tiền nhiệm của mình. Vì vậy,
Mark 18 hiệu quả hơn, nhưng cũng có một vài vấn đề xảy ra như khi sạc những viên pin này, chúng tạo ra khí hydro. Nếu có ai đó hút thuốc và bộ lọc khí hydro không hoạt động, nó rất có thể sẽ nổ tung. Chẳng may điều đó xảy ra thì thật là tồi tệ. Vấn đề về độ tin cậy của ngư lôi rất quan trọng. Vào mùa hè năm 1943, Đô đốc Nimitz, Tổng tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ra lệnh loại bỏ các cầu trì từ tính khỏi tất cả các ngư lôi. Tuy nhiên, cả Mark 14 và Mark 18 đều sớm được cải tiến. Đến năm 1943, nó trở thành lợi ích cho dịch vụ tàu ngầm. Vào tháng 2 năm 1945, khi Bad Fish bắt đầu một cuộc tuần tra chiến đấu mới, phi hành đoàn có cơ hội khác để đánh giá cao tất cả các lợi thế của vũ khí và thiết bị theo ý của họ. Các radar phát hiện mục tiêu ở khoảng cách gần 10 km và bắt đầu cuộc săn bắt. Đêm đen không trăng, Bad Fish tiếp cận đối thủ bị nghi ngờ và bắn 4 quả ngư lôi. Tất cả đều trượt. Sau khi lắp lại thiết bị phóng ngư lôi và tăng tốc độ, nó chiếm vị trí thuận lợi. Quả ngư lôi thứ 2 trúng mục tiêu. Quả thứ ba bay qua nơi chiếc tàu ngầm của địch vừa bị chìm. Cùng lúc, quả ngư lôi đầu tiên không thoát khỏi mũi phóng. Áp suất khuyến nghị của khí nén để đẩy ngư lôi khỏi ống là từ 21 đến 28 kg trên cm vuông. Bad Fish tiếp cận vị trí mà tàu ngầm Nhật Bản bị chìm. Họ bật đèn rọi để tìm kiếm các mảnh vỡ và những người sống sót. Khi ông mặt trời thức dậy, máy bay Nhật ngoi lên trên bầu trời, thì Bad Fish lại lặn xuống biển. Vào tối ngày 11 tháng 2, người Mỹ lại phát hiện radar của đối phương. Họ xác minh để đảm bảo nó không phải là một trong những Goldtech. Thuyền trưởng Bad Fish với quan điểm đừng có lì với Hoa Kỳ đã ra quyết định tấn công một lần nữa ở cự ly gần. Tuy nhiên, địch bất ngờ bị chìm. Chỉ khoảng 20 phút sau, những người vận hành sonar báo cáo rằng họ nghe thấy tiếng nổ của bình chứa đạn. Một phút sau, mục tiêu đã được tìm thấy. Bad Fish lặn xuống và chỉ duy trì liên lạc trên bề mặt anten radar của nó. Một loạt 4 quả ngư lôi đã được phóng từ ống cung của nó ở cự ly 800m. Một vụ nổ mạnh đã nổ ra trong đêm. Khoảng một ngày sau, họ nhận được một tần số vô tuyến khác. Một tàu ngầm khác của Nhật Bản bị đánh chìm. Dường như chúng đã hết ống phóng ngư lôi ở phía trước, ngoại trừ 2 quả còn lại. Họ nhận ra một điều phũ phàng rằng bắn từ phía sau không dễ ăn như bắn từ phía trước. Thật khó để đánh giá quá cao phần đóng tàu ngầm của Mỹ trong chiến tranh Thái Bình Dương. Trên thực tế, họ đã tiêu diệt hạm đội tàu chở dầu Nhật Bản, từ đó cắt đứt kẻ thù khỏi nguồn cung cấp nhiên liệu quan trọng. Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 1945, các tàu ngầm Hoa Kỳ tập trung cứu phu công của máy bay bị bắn rơi trên đại dương. Trong Thế chiến thứ 2 ở Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ đã mất 52 tàu ngầm trong tổng số 288 chiếc. Khoảng 300 thủy thủ đã không bao giờ trở lại sau các cuộc tuần tra. Dựa trên các cuộc tuần tra hàng hải và tác chiến của tàu ngầm trong chiến tranh thế giới thứ 2, họ tin rằng 1/5 số tàu ngầm có tỷ lệ tử vong. Cái gì quan trọng thì phải nhắc 3 lần. Rằng chưa từng có ai ngỏm củ tỏi trên Bad Fish. Không phải tàu nào cũng có vinh dự đó. Nên con cá Bad Fish hoàn toàn có thể tự hào vì điều này. Vì vậy, nếu hỏi điều tốt nhất trong cuộc đời Bad Fish, thì câu trả lời chắc chắn là chưa từng có ai thiệt mạng trên đó. Vào đầu những năm 1970, các cựu chiến binh tàu ngầm Hoa Kỳ đảm bảo việc bàn giao chiếc tàu ngầm đã ngừng hoạt động để tưởng nhớ những người anh em đã ngã xuống của họ. Sự lựa chọn là ưu ái cho Bad Fish. Tất cả những gì họ cần làm là đưa nó đến công viên tưởng niệm ở Oklahoma. Họ kéo Bad Fish trên 6 xà lan từ sông Mississippi đến sông Arkansas. Mẹ thiên nhiên là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đưa Bad Fish vào vị trí của nó hiện nay. Với một chút trợ lực từ mẹ thiên nhiên, có những trận lụt đã nâng Bad Fish lên. Hai cần cầu đã nỗ lực hết sức để kéo thẳng con cá Bad Fish. Lực kéo đã tăng cường sức mạnh cho phần đuôi tàu phía sau. Họ đặt nó ngay trên đất liền. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Mọi người tụ tập xung quanh đó để chiêm ngưỡng điều mà không thường xảy ra hàng ngày. Công viên tưởng niệm chiến tranh ở thành phố Muskogee, Oklahoma trở thành bến đỗ cuối cùng của Bad Fish. Vào tháng 5 năm 1973, Bad Fish chính thức trở thành tàu bảo tàng
và được mở cửa cho du khách tham quan quanh năm. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GSGo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.